rất khó để có thể đưa hai chiếc xe máy này qua sông được. Để chúng ta thử xem nào, sẽ đưa như thế nào để qua được chỗ nước dòng suối này, dòng sông này. Đấy, nhưng mà có lẽ là chỉ được một chiếc thì sẽ dễ hơn. Trời ơi, sẽ làm gì đây? Ôi, đổ rồi. Ôi rồi, đổ rồi. Không thể chở được hai xe cùng một lúc đâu, bởi vì cái bè này không thể đi qua được. Chỉ có thể là một chiếc thôi. Rất là khó khăn trong việc là đưa các phương tiện đi qua. Nước khá là nhiều. Mong là cái cầu sớm nhanh thì được cho bà con sẽ đi dễ hơn. Chắc là phải quay lại thôi, không thể là đi tiếp được. May mà chỉ đổ ở cái chỗ nông này, còn nếu nước sâu kia để chịu chết, xe sẽ bị nước sẽ bị ngấm xăng, xăng sẽ bị nước ngấm vào xăng thì rất là phải sửa lại. Ôi, cố làm cái gì, xe đã đổ rồi vẫn còn cho lên, lát nữa đến giữa chừng không ai giữ là bắt đầu lại đổ tiếp hỏng hết xe. Ô đấy, có nhìn thấy không? Có rồi, bốn phát xuống rồi không nổ được nè. Không nổ được xăng rồi chứ. Ô thế thì đi tháo ra, tháo cái chế ra, nhưng mà khóa xăng vào nhá. Đấy, rồi bùm phát này. Mày nghe ok đúng là đèn thật. Ok, cứ bảo đi hai cái, đi hai cái. À, hai cái. Mang lên làm cái gì? Đằng nào có qua được đâu. Như vậy là sau khi xe rơi xuống nước thì bây giờ xe không nổ được nữa. Còn chiếc xe này xe nào có đi được không? Ổn không đây? Ôi dồi ôi. Vẫn cố qua. Vẫn cố qua mang qua. Có ổn không đấy? Không ổn thì để bên này cũng được mà. Nhà hôm nay cả lúa à? Không đạt đâu. Thế mua nhiều đồ thế? Ôi này, này, đừng cho trẻ con đi, lát nữa ra đón con sau thôi. Ôi giời. Đấy. Cẩn thận nhá. Đi lần nào chưa? À thế cẩn thận nhá, đừng cho con vào gần xe. Cho nó ngồi lên đầu ấy. Cho con lên đầu ấy. Đấy đúng rồi, cho lên đầu, đừng gần xe đổ xuống thì. Đúng rồi, lên nữa đi, lên nữa. Rồi. Đấy, em đứng ở đấy, anh đứng ở đấy. Nhẹ nhẹ thôi. Cũng mong là sẽ không làm sao hết. Đổ xuống xăng bây giờ khét lẹt đây này. Buổi sáng trẻ con đi học cũng đi như thế này à? Ồ.
Em là đi bộ không cần đi bè nữa à? Đi bộ à? Thế chả ướt hết à? Đúng rồi. Rồi, cứ đi về đi, hai bà con cứ về đi, hôm nào sang. À, được, để hôm nào em sang. Đấy. Em kia thì... không cần đi bè mà đi bộ luôn. Hơi ướt một tí. Xe máy thì khó qua hơn. Một thân những đứa trẻ đi học cũng phải đi bằng bè. Mùa này thì sẽ còn đỡ hơn, nhưng mà buổi sáng vẫn lạnh nha các bạn nhé. Nước này rất là lạnh luôn. Ôi, được không? Ôi. Đấy, rất khó khăn trong việc đi lại. Tối lại sang chứ? Tối lại sang đây chứ? Đấy. À, tắm đây luôn. À là. Vẫn chưa quyết định lấy xe này sang à? Đi bắt lợn bên kia à? Nhưng mà con này chờ được không? Con này chờ được không? Thế thôi. Xe nổ không tắt được. Cái xe khủng khiếp, nhà chế ác thật đấy. Đấy, có khẩu hiệu rất rõ ràng luôn. Đấy. Đi làm yêu nghề, về nhà yêu vợ. Đấy. Có đúng thế không? Hả? À, không phải nhà mình. À, sẽ mượn. Không cố qua thì có phải là từng cái một thì được. Hai cái nó chồng chành lắm. Một con thôi. Hai con đi qua sao được. Siêu xe. Ôi dồi. Một xe hay hai xe? À. Phải chờ nhau đấy nhỉ? Thế thì lên cao một tí nữa. Em không quả. Anh em ngồi trên luôn á. Đi
đường người đó mà. Vẫn phải làm một cái mới nữa mới kịp được cầu đấy nhỉ. Ôi, hỏng hết rồi nhỉ. Ôi sao sâu thế, ngập máy rồi. Lát nữa cũng không nổ được nốt. Nặng quá. Cho xe lên đầu thì không cho. Ôi đi bộ á? Đi bộ à? Cẩn thận ba lô ướt đấy, xuống bên dưới đây. Ồ đúng rồi, cho lên đầu. Đấy. Ồ đấy. Xe kia chắc đã nổ được. Ngập mô rồi. Rất nhiều nước. Không có. Lúc nãy chị em cầm mà con gì? Cho lên đi. Ổn không? Đấy, con kia nước ngập bồ vẫn ai ra. Vẫn chạy tốt. Về mò đã. Thế to. Ngồi kia chờ à? Đừng quay lại, ướt bộ ba lô bây giờ. Cho lên cao đi à. Lên cao lên, không nó nặng đuôi là ngập bô đấy. Nữa đi. Một tí nữa. Đấy, lái đò, lái thuyền nào. Một người ngồi trên xe cho cân bằng. Nếu không có xây cầu thì như thế này suốt thì không biết là như thế nào cũng nhỉ.
Rồi, như vậy thì hai thanh niên này thì rất ok rồi. Hôm vừa rồi thì cũng có một chiếc xe là nhưng mà nước xiết thì cũng đưa lên nhưng cũng phải quay về không thể đi được. Rất mong là cái cầu Lũng Cáng sẽ sớm được hoàn thiện trước mùa đông thì các con đi học đỡ vất vả.